Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc đó là 20 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh Chuyện đàn bà. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện chăn gối vợ chồng là một trong những vấn đề tế nhị và khó nói mà không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ cho người khác. Thế nhưng cũng có những câu chuyện khiến cho người trong cuộc phải mệt mỏi, phiền muộn đến mức phải giải bày với người khác để được nhẹ lòng hơn. Rất nhiều bà vợ đã phải đau đầu, khóc dở và mếu dở vì những sở thích chăn gối quái đản của chồng mình. Mặc dù đó chỉ là những sở thích cá nhân của người này, nhưng mà lại là cái nỗi ám ảnh, sợ hãi cho người kia khi mà phải phục vụ, chiều chồng theo những sở thích kỳ dị ấy. Hậu quả là sự thiếu hòa hợp trong chuyện chăn gối, gây nên những tổn thương cho người trong cuộc và sâu xa hơn là cả một cuộc hôn nhân sẽ đứng bên bờ vực đổ vỡ. Và để hiểu rõ hơn về cái vấn đề này, thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi chương trình ngay sau đây. Đi làm về, nhân lúc cô bé giúp việc đang cho con ăn, Hà tranh thủ vào phòng tắm. Đột nhiên cô thấy cửa phòng tắm khẽ mở. Rồi Bình, chồng của cô ùa vào. Anh vồ lấy vợ hôn say đắm và làm luôn chuyện ấy trong phòng tắm riêng của hai vợ chồng. Mới đầu, Hà vô cùng ngạc nhiên vì hành động này của chồng. Nhưng rồi, sự say đắm và năng lượng yêu mãnh liệt của anh khiến cô cứ như đắm chìm trong vòng tay ấy. Sau cuộc yêu, Bình lên giường nằm ngủ. Còn Hà vừa bần thần vì sự việc diễn ra quá nhanh, lại vừa khá cười thầm. Cô nghĩ điều ấy chứng tỏ chồng vẫn thấy mình hấp dẫn. Ngắm mình nõn nà trong tấm gương lớn ở phòng tắm, cô không thể thôi suýt xoa trước những đường cong nóng bỏng mà trời ban cho gái một con. Hà đẹp, rạng rỡ và cô biết. Nhưng Hà cũng thắc mắc vì sao bây giờ Bình mới nồng nàn với vợ như vậy. Trước đây anh có vẻ rất thờ ơ chuyện gối chăn. Ngay trong tuần trăng mật, khi người ta vẫn đùa rằng đêm 7 ngày 3 vô ra không kể, thì Bình chỉ làm chuyện đó với cô đâu co 2 lần, lại rất miễn cưỡng. Còn khi đã về đến nhà thì anh hầu như không động vào người vợ. Chuyện chăn gối không có đã đành, cả đến hôn âu yếm anh cũng cứ lơ đi. Lắm lúc Hà tủi thân khóc một mình suốt đêm, trong khi chồng cứ quay mặt vào tường ngủ, mà cũng chả biết là ngủ thật hay là chả vờ nữa. Kể chuyện ấy với cô bạn thân, nó cứ cười bảo Hà đa nghi. Nó bảo nửa đám đàn ông trong cơ quan này mê mày như là điếu đổ, nửa đám còn lại thì lúc nào cũng nuốt nước bọt khi mày đi qua. Thế mà không khiêu khích được chồng à? Thì Hà cũng đã thử đủ mọi cách đó chứ. Từ việc ăn mặc mát mẻ khi lên giường, tạo cảm giác thân mật, ấm cúng trong phòng ngủ, mà cũng có cái kết quả gì đâu. Cô và Bình vẫn như đôi bạn thân đi du lịch, ai ôm gối người đó. Đôi lần vào những dịp đặc biệt, Bình cũng có ân ái với vợ, nhưng hết sức miễn cưỡng, chả có dạo đầu, cũng không có ôm ấp. Nghĩ chồng bị yếu sinh lý, Hà mua bao nhiêu thuốc và rượu bổ về nhà, nhưng Bình lại làm mặt giận dỗi nên cô đem cho hàng xóm hết. Rồi đến khi may mắn có thai cùng chồng, Hà còn phải chịu cảnh lạnh lùng chăn gối hơn nữa. Đôi lúc Hà cứ nghĩ quẩn, hay là anh ấy cưới mình vì công việc và mình quá yêu anh mà anh lại là nhân viên của bố. Nghĩ thế nhưng cô không dám nói với chồng. Cô đã phải vượt qua sự tự trọng của một người con gái để ngỏ lời, để theo đuổi Bình và có kết quả như thế này, làm sao buông bỏ được. Ngay sau hôm ân ái nồng nàn trong phòng tắm diễn ra, Hà về nhà sớm hơn. Cô ngây ngất nhớ lại cảm giác của cuộc giao ban trong vánh, nhưng nồng nhiệt. Về nhà, Hà khẽ khàng vào, cô sợ con trai thức giấc, vì giờ là bữa của cu cậu ngủ ngon nhất. Bước qua phòng trẻ, cô thấy chồng mình đang lom khom trước cửa phòng tắm. Ngạc nhiên, Hà rón rén lại gần rồi chết lặng. Hóa ra chồng cô đang say sưa ngắm cô bé giúp việc mới lớn tắm táp với chồng. Anh ngẩn ngơ nhìn qua khe cửa đến nỗi không biết là vợ đang ở phía sau lưng. Chỉ khi quay lại, anh mới bắt gặp cái nhìn khiếp hãi của cô. Tối đó, Bình mang mọi chuyện ra kể với Hà. Lần đầu tiên trong đời anh thành thực, nhưng sao Hà có cảm giác như chồng đang đâm gai nhọn vào tim mình. Anh nói trước khi lên Hà Nội học, anh đã có một mối tình ở quê. Đó là một chị hàng xóm hơn anh 3 tuổi. Anh kể hồi mới lớn, có lần tình cờ nhìn thấy chị đi tắm trong cái chòi ngoài ao cá. Anh đã không kiềm chế được và xông vào đó. Rồi hai người lén lút như vậy trong một thời gian dài, cho đến khi chị phải đi lấy chồng. Từ đó anh không còn cảm giác yêu đương với anh nữa, chỉ nghĩ đến căn chòi tắm nhỏ và những lần lén lút đây thôi.
Sự việc tưởng cứ thế trôi đi cho đến lúc anh lại tình cờ nhìn thấy cô bé giúp việc tắm. Anh nói, có vẻ như mình chỉ có cực khoái khi làm chuyện ấy trong phòng tắm một cách chóng vánh và mãnh liệt. Bình xin lỗi vợ, anh yêu cô, nhưng anh không thể kiềm chế được bản năng của mình. Nó cứ như con thú sổng chuồng, sẵn sàng chạy khỏi tầm kiểm soát. Anh mong vợ tha thứ và tiếp tục chiều mình như thế. Hà thì im lặng, cô thực sự không biết phải làm gì nữa. Cô chỉ ước, giá như mọi chuyện cứ như cũ, có thể lại tốt hơn không? Quý vị và các bạn thân mến, chuyện chăn gối vợ chồng là chuyện nhạy cảm, thậm chí còn là yếu tố thiêng liêng trong một mối quan hệ, là chuyện riêng của hai người và không có chỗ cho sự xuất hiện của người thứ ba. Thế nhưng đáng buồn thay, có những cặp vợ chồng lại sẵn sàng vứt bỏ đi cái sự cao quý đó chỉ vì những sở thích kỳ lạ của mình. Cả hai đã đồng thuận cho một người khác xen ngang mối quan hệ một cách không ai ngờ tới, đó là ngay cả trong chuyện chăn gối vợ chồng. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi về Hồng Nhung ngay sau đây. Lân la tìm hiểu hơn 5 tháng, cuối cùng tôi cũng liên hệ được với H, một thành viên trong hội nhóm tìm phi công cho vợ. Ban đầu tôi cũng hơi tò mò về hội nhóm này. Người ta muốn giữ vợ còn chẳng xong, tại sao lại có những người tự đi tìm cặp phi công trẻ về cho người đầu gối tay ấp với mình hàng ngày? Hỏi ra mới biết, những thành viên của group này đều có chung một sở thích kỳ lạ trong chuyện chăn gối, mà nhiều người nghe qua còn cảm thấy có phần biến thái. Ở tuổi 27, Hát gần như có tất cả những thứ mà nhiều người khác phải ngưỡng mộ khi có công việc là nhân viên văn phòng, lương ổn định. Hát cùng vợ kém 2 tuổi, vừa trả góp xong căn chung cư sau 5 năm cưới nhau. Người ngoài nhìn vào ghen tị là vậy, nhưng ít người biết được rằng Hát có sở thích voyeurism, là chỉ những người có hành vi sở thích nhìn người khác làm chuyện ấy. Hát tâm sự rằng anh đã cố gắng từng chút thuyết phục vợ mình ngay từ khi cả hai chưa kết hôn. Vì biết bản thân có sở thích này, nên Hát cũng thành thật với tất cả những người từng quen. Anh ta nghĩ đó cũng là cách thể hiện sự tử tế của bản thân. Người duy nhất đồng ý cũng chính là cô vợ hiện tại. Nó như một bản năng theo kiểu sinh ra đã như vậy. Hát cũng kể, không chỉ có anh ta mà cộng đồng tuyển phi công cho vợ, bạn gái khá đông. Đa số đều chơi theo hội nhóm. Đôi khi họ còn trao đổi đối tác như là kiểu đổi gió. Về phía vợ của mình, Hát cho biết cả hai có những cam kết chặt chẽ với nhau trong chuyện giường chiếu khi có người thứ ba. Nguyên tắc của Hát vào hết những người có sở thích như trên là không yêu partner và không gặp gỡ partner riêng khi không đủ 3 người. Anh cho biết đó là những nguyên tắc được lập ra để mình và vợ không rơi vào cảm giác ra ngoại tình. Tôi cũng thẳng thắn thắc mắc với Hát về thứ được gọi là nguyên tắc kể trên. Vì cơ bản, những người có sở thích này đã đồng ý cho vợ mình quan hệ với người đàn ông khác trước mặt. Vậy cho nên, chuyện cô ta có ra ngoài riêng với một người đàn ông khác thì không có gì để phán xét nhỉ? Trả lời rõ những thắc mắc của tôi, Hát nói, chúng tôi rất rạch ròi, đâu là sở thích trong chuyện chăn gối, đâu là ngoại tình. Tôi sẽ không ra ngoài quan hệ với hội nhóm khác nếu không có vợ mình. Tương tự, vợ tôi cũng không được phép gặp gỡ phi công ở ngoài. Đó là thỏa thuận trên quan điểm của những người có sở thích trong chuyện chăn gối hơi kỳ lạ như chúng tôi. Tuy nhiên, điều bất ngờ của câu chuyện này xảy ra là khi Hát phát hiện vợ mình lén gặp gỡ và qua lại với đối tác chàng phi công mà chính Hát đã tìm về cho vợ mình quan hệ trước đó. Hát sốc, buông lời chất vấn vợ. Khi ấy cô ta đã nói, anh tiêu chuẩn kép à? Rõ ràng là anh tìm phi công về cho tôi, vậy tại sao khi tôi đi quan hệ với đối tác, anh lại chỉ trích tôi? Kèm theo đó là lời giải thích của vợ mà Hát nói mình sẽ nhớ cả đời. Anh có sở thích của anh, vậy nhu cầu của tôi, anh vứt à? Không chỉ có Hát, theo chia sẻ của anh bạn này thì hầu hết những cặp đôi lựa phi công trẻ đều gặp vấn đề với phi công. Ngoài việc vợ của những người này ngoại tình, đáng sợ hơn, những phi công này còn lây lan mầm bệnh cho các cặp đôi. Vì ngoài làm đối tác cho cặp đôi này, các đối tượng vẫn đi tương tác cho những người khác. Chuyện nhiễm bệnh về quan hệ gần như là điều không thể tránh khỏi. Hát cho biết anh phải uống thuốc ngủ và gặp bác sĩ điều trị tâm lý sau khi ly hôn với vợ. Những người bạn trong nhóm tỷ phi công đã có người bị nhiễm HIV và không biết mình đã lây nhiễm từ phi công nào.
Ngoài ra, nhiều bạn trẻ là các thanh niên vì tò mò đã chấp nhận làm phi công trẻ trong cuộc vui của những cặp đôi có sở thích kỳ lạ này. Tệ hại hơn, họ còn từng bị đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì lén xin số của người vợ. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là do sự ảnh hưởng của những văn hóa phẩm đồi trụy mà ngày nay đã có không ít người muốn thử cái cảm giác mạnh trong chuyện chăn gối bằng những sở thích hết sức là kỳ quái. Sở thích cá nhân là quyền bình đẳng riêng của mỗi người. Thế nhưng chúng ta nên tiết chế mọi thứ, đừng để những sở thích cá nhân của mình làm ảnh hưởng và thương tổn đến những người xung quanh. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và rất là hy vọng sẽ được gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo sẽ có vào 20 giờ tối hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.